Khi thời tiết nóng lên cũng là lúc các món ăn thanh đạm được ưa chuộng. Nộm là món ăn hỗn hợp, đem lại cảm giác thanh mát nhưng lại khá đầy đủ dinh dưỡng, phụ thuộc vào việc người nội trợ thêm bớt thành phần nào trong món nộm của mình. Có rất nhiều món nộm cho người nội trợ lựa chọn, có thể là nộm rau, nộm hải sản, nộm bò. Nhưng có một món nộm mà có thể không nhiều người nội trợ biết cách chế biến, đó là nộm mề gà. Nộm mề gà với các nguyên liệu như su hào, cà rốt, hành khô, rau mùi sẽ mang đến cảm giác thanh mát cho món ăn. Còn mề gà sau khi được sơ chế sạch sẽ, được tẩm bột và chiên vàng lên. Vậy nên, món nộm mề gà vẫn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Để chế biến được món nộm mề gà, người nội trợ cần phải chuẩn bị các nguyên liệu như mề gà, su hào, cà rốt, hành khô, chanh, rau mùi, xà lách, ớt, bột chiên, đường. Đây đều là những nguyên liệu sẵn có trong các gia đình. Chỉ với một chút thời gian, người nội trợ đã có món ăn ngon, hấp dẫn, lại dễ ăn, thiết đãi gia đình trong những ngày nóng. Các bạn, nộm là một món ăn rất là thanh mát và dễ ăn. Và ngày hôm nay thì tôi muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn một món nộm vô cùng độc đáo, đó là món nộm mề gà và xoài xanh. Xin chào anh Hùng, anh có thể giới thiệu đến chúng ta nguyên liệu của món nộm và mề gà được không ạ? Chào Tuấn Mai và chào quý vị và khán giả. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm một món nộm mề gà. Thường thì mọi người sẽ dùng với hải sản hoặc là tôm thịt gì đó. Nhưng hôm nay tôi sẽ kết hợp một chút với cả mề gà chiên. Thì mề gà này có thể chiên hoặc luộc, nhưng mà với cách làm của tôi thì tôi lựa chọn là chiên thì ăn nó sẽ dễ ăn hơn, đỡ ngấy ngán. Thì trước mắt là chúng ta sẽ có dùng mề gà rửa sạch. Tiếp đến là quất, xoài xanh thái sợi, cà rốt bào sợi, hành khô thái mỏng, có rau mùi và húng bạc hà, xà lách thì để trang trí. Sốt thì gồm có nước mắm, đường và nước cốt quất. Ớt thì chúng ta muốn dùng cay thì chúng ta sẽ cho thêm ớt thái nhỏ. Bước đầu tiên để chế biến món nộm mề gà này là gì ạ anh? Đầu tiên chúng ta sẽ mang mề gà đi thái mỏng, sau đó tẩm bột và mình sẽ chiên. Chiên cho nó giòn sơ sơ ở bên ngoài và ở bên trong thì nó vẫn còn mềm. Mề gà tẩm bột thì rất là lạ đúng không? Rồi chúng ta sẽ thái mỏng thì tùy ý của chúng ta, cứ hình hoa hay là hình gì đó thì đấy là do sở thích. Rồi chúng ta muốn nó xòe ra thì chúng ta có thể cắt. Mề gà thì thường thường thì chúng ta làm một suất ăn cho gia đình khoảng 4 đến 6 người ăn thì khoảng 2 cái mề gà là vừa, cộng với cả khoảng 1 quả rưỡi xoài. Mà chúng ta sẽ lưu ý là chúng ta phải lựa chọn là xoài xanh, xoài thật là xanh và loại xoài chua. Chúng ta dùng 2 cái mề gà. Sau khi thái mề gà xong rồi, chúng ta sẽ vẩy một chút bột vào. Bột này thì là chúng ta có thể dùng bằng bột năng hoặc là bột chiên. Khiến cho mề gà của chúng ta giòn hơn đúng không anh? Thực ra thì cho mề không phải là giúp giòn hơn mà là sẽ giúp mề gà giữ được cái độ ngọt tự nhiên. Chỉ là giòn một chút ở bên ngoài thôi, sau đó thì ở bên trong thì vẫn là mềm.
chúng ta chỉ cần trộn một lớp bột thật là mỏng thôi ạ, chứ không nên trộn dày quá. Chúng ta chỉ trộn một lớp bột thật là mỏng, không nên trộn dày quá thì sẽ bị, khi chúng ta trộn vào gỏi thì ăn cảm giác là nó sẽ bị bở. Ok, sau khi trộn đều xong rồi chúng ta sẽ đem cho vào dầu chiên. Chúng ta sẽ bật dầu nóng lên ạ và cho vào chiên. Chiên cho mề gà vừa chín, chín tới thôi. Và hơi có màu vàng không anh? Hơi có ngả màu vàng một chút. Và trong quá trình cho mề gà chín thì chúng ta sẽ đi pha sốt để làm gọi. Đây là nước mắm. Chúng ta vì xoài là xoài chua nên là vị sốt chúng ta sẽ làm chủ đạo là mặn và ngọt. Quất là chỉ là cho vào để cho có vị thơm hơn, dễ ăn hơn. Một suất như này thì khoảng một thìa rưỡi nước mắm này, 2 thìa đường và 1 thìa nước quất. Chúng ta đảo đều lên. Đảo tan ra đúng không? Chúng ta sẽ đảo cho nó tan đều ra. Đặt lên bếp để cho hơi ấm một chút. Đun thì nó sẽ nhanh tan hơn. Khi mề gà đã chín và có màu vàng, hơi vàng, cả vàng thì chúng ta sẽ vớt mề gà ra. Mề gà thì đã chín rồi, bước tiếp theo của chúng ta sẽ là gì ạ anh? Mề gà đã chín và sốt đã tan hỗn hợp. Chúng ta sẽ đi bắt đầu trộn thành phẩm món luôn. Tôi thấy là có hành khô ở đây, vậy hành khô để làm gì ạ anh? Hành khô, các loại rau thơm này là để mình trộn cùng để cho nó có tăng thêm những cái hương vị. Chứ không cần phải đi hành khô lên nhỉ? Không, hành này là hoàn toàn chúng ta sẽ dùng bằng hành tươi. Thái nhỏ ra, thái mỏng ra. Ok, sau khi mà sốt cũng đã tan thì chúng ta sẽ bắt đầu trộn thành phẩm. Nên là chúng ta sẽ cho xoài. Đây là 2 quả xoài đấy ạ. Một quả rưỡi thì nó sẽ ra như thế này. Cà rốt. Cà rốt là mình cho màu cho đẹp. Tầm 1/2 quả. Củ cà rốt thì nói chung là do mình để cho nó vừa cái màu, kết hợp màu thôi. Hành thì mình cho tầm khoảng 4-5 củ to. Chúng ta sẽ đảo đều lên. Làm thế nào để xoài và cà rốt thì được giòn hả anh? Nếu mà thực ra để giòn thì chúng ta sẽ cứ lên để xoài bình thường như này. Để đảm bảo độ giòn và sốt sẽ vẫn ngấm vào xoài thì chúng ta sẽ chỉ gọt vỏ. Thường thì làm nộm thì người ta thường ngâm những cái nguyên liệu với đá. Vậy thì làm thế nào để cho món xoài, nộm xoài của mình được giòn hơn hả anh? Thực ra ngâm về đá thì nó sẽ giòn hơn. Tuy nhiên thì nó sẽ bị không được ngấm. Nó là không được ngấm sốt. Vậy nên thì bằng cách là chúng ta sẽ cứ để nguyên quả xoài như này, sau đó gọt vỏ và rửa sạch khi còn nguyên quả. Tiếp đến là chúng ta sẽ cắt ra từng sợi như thế này và chúng ta không ngâm vào nước nữa. Thì để độ giòn chúng ta thì đó là phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu của mình. Hay là cái cách chúng ta trộn như thế này, chúng ta trộn là chúng ta chỉ trộn để cho đều thôi, mà chúng ta sẽ không bóp thì nguyên liệu cũng sẽ giòn hơn, thấm đều hơn. Và sau khi mà chúng ta sẽ cho xoài trận đảo đều với sốt rồi thì chúng ta sẽ cho mề gà, ớt
chúng ta cho một chút ớt để và cái mức độ cay tùy theo khẩu vị. Chúng ta đảo đều lên. Lúc đảo thì nó không bóp thì không ấy. Đúng rồi, chúng ta chỉ đảo cho đều thôi. Sau khi đảo đều rồi thì chúng ta sẽ cho rau thơm. Rau thơm thì cũng không nên cho vào từ ban đầu. Vậy cho từ ban đầu thì rau thơm sẽ bị dễ dàng bị dập và màu nó sẽ rất là xấu. Ok, sau khi cho rau bạc hà và rau mùi xong rồi cũng đảo đều lên một lần nữa. Sau khi đã đảo đều hỗn hợp tất cả các nguyên liệu với nhau rồi thì chúng ta sẽ trình bày ra đĩa. Thế thì chúng ta chỉ bày thêm một chút xà lách. Xà lách này thì cũng không quá quan trọng, chúng ta chỉ bày vào một chút để cho đẹp thôi. Ok, như vậy là chúng ta đã hoàn thành món nộm mề gà với cả xoài xanh. Chúng ta có thể kết hợp cái món nộm này với những cái món ăn như thế nào ạ? Món nộm này thì đa phần sẽ phù hợp với cả các bữa ăn. Nó sẽ giúp chúng ta ăn để ăn kèm với những cái bữa ăn nhiều thịt, nhiều những món khác ngấy ngán thì cái này nó sẽ giúp chúng ta bớt ngấy ngán hơn. Khi mà ăn thì chúng ta sẽ thấy vị chua chua, ngọt ngọt, tanh tanh của xoài và khi nhai phải miếng mề gà thì rất là bùi. Dai dai, bùi bùi kết hợp với cả vị quất xoài rất là thơm.